đây đi hòn chơi nè. Không phải đi hòn á, đi gạch dầu. Năm thành viên Vũ Hải, anh Tường biết sự với mình đây, hai cùng bia. Đây lên thăm chú Trí nè, nhờ chú Trí chở đi cái mũi voi chơi. Cái mũi nó này, chú Trí nó mũi voi. Anh Tường kia là chạy thẳng qua miên luôn đi. Lấy cái bãi trà, trà ngoài đừng trà kiến, trà kiến mới chạy kiến á. Cặp bến tiểu đội của mình đã cặp bến lên bờ. Cốc số Vũ ơi, Vũ đủ dây không? Rồi, thiếu dây rồi. Không rồi. Trong không? Trong mà. Đây mát mà. Nước trong ha. Đây mát nè. Đây có một cái góc bàn rất mát. Tuyệt vời ấy da. Chút là chắc là nhậu đây rồi. Mưa, có đám mưa. Dòng mưa mới thổi qua. Hello mọi người ha. Nãy giờ quên chào mọi người. Mấy anh em xuống biển nha, mình cũng đi xuống biển luôn. Nay ốc nhiều lắm. Đẹp. Dạ thôi cũng đi xuống biển luôn mà. Đấy. Nãy mình có nói mọi người ha, đi lên ngành dầu chơi chú Chí. Lâu quá không đi. Xuống biển nha, nước trong, thấy nước trong. Lặng thôi.
Biển nằm trên nè. Thả biển không? Thấy không? Cái mang á, trời đất này. Mang đây nè. Con mang nằm bên hông luôn nè. Rồi dở bụng ra đây. Cầm ơi, cầm gỡ lên đây. Không, ở dưới không có miệng, để nó mới lật lên coi thử rồi, không có miệng. Nè, dưới có cái mang thôi à. Không có miệng dưới. Nên nó đúng chứ là sao? Đây chứ lặn vô thả rồi. Thank you.
Đợi xíu, từ từ. Con đang luộc xong rồi nè. Luộc ốc, nướng sò bên đây không có cá rồi. Đã cái thùng bia lên kìa. Bằng cái mâm. Bia là không thiếu. Đâu có con cá ngát vậy. Cái ghe cũng bự chứ bộ. Cây của anh Tường. Vũ bắn gì chỗ ngộ vậy? Chỗ đầu xuống đâu vậy? Chỗ ngang hả? Ủa cái đầu nó bị gì? Cho mọi người xem nè, đi chơi trời mưa gió khổ không? À, trời đang mưa đó. Thấy không? Mùa mưa đi là cực lắm. Trời con chú Chi. Ông có tăng nó ăn mài luôn rồi phải không? Đó, thấy không? Đứt dưới góc cho bàn nè, thấy không? Mọi người thấy không? Cá nữa phải lấy lá bàn che nó, thôi tắt lửa nè. Được chưa? Rồi ngồi đi, sớm tụ đi.
Rồi cái ghế ngồi đây, cái ghế không không đó đâu. Bỏ kéo anh Tôn, kéo ra. Bỏ cái này đang có, anh cái này bỏ cái này nè. Đâu rồi, con này phải không? Đây à. Vô. Okay. Vô. Vô. Mấy con còi nó trong mấy cái gạt đá. Giờ này thấy có đũa anh Tường, giờ này ăn đũa ăn chén được không ta ơi? Giờ này ăn sạch đó ta. Lịch sự vậy ta. Cái mật mèo. Mời mọi người. Đó ăn bóc nãy không à. Dạ này với cầm đũa vậy. Đọc á các bé. Cơm à. Xúc muỗng cơm ơi. Có chuyện liền nè. Phát huy tác dụng với cơm không? Chuẩn cơm mẹ nấu luôn rồi. Để con muỗng để đây nè. Đây chị mà vui, đừng nóc két kìa. Điểm mới vui. Đừng nóc két mặt dưới kìa. Kéo rồi. Từ từ. Chắc độc nó có điểm dưới. Con nào? Con mẹ nó là lầm. Nhớ vô là lầm lũa mà đây.
Nóc gai hả? Cắt cái này ra, cắt cái đôi anh thấy. Tháng 2 với tháng 7 là nó tính tự động. Cái ngốc nó chín rồi, lấy cái thạch kìa kìa. Đó miếng thạch này. Bè đó. Nó bóng, nó bóng. Rồi thôi bỏ bóng đi khác rồi. Được rồi. Cái đâu? Rồi con này anh Tường bắn được anh chính. Tự giúp anh Tường. Chín giờ gấp cái gì má? Chín giờ quá ngon. Ốc chín nữ, ốc bướm á, chín quá khô. Cái chợ rồi đó, bỏ cái giờ bỏ. Ốc ngược lên, ốc ngược lên, ốc cho cái đầu xuống đó. Con làm mang đấy chị. Lấy cái nước đây kìa. Đấy rồi. Đó. Từ ngay này lịch sự đó nè. Rửa tay rồi mới chịu à. Đúng rồi, bóp ra dơ cái tay rửa nhúng cái sạch. Rửa cái hộp cái tay vô nghe tao. Rửa hộp cái tay. Muốn nước ngọt không? Muốn nước mặn. Đó, cái từ này lên bên nè cũng lon cái là chấm vô cái là khỏi cát nó lụng. Cũng anh em dính. Chấm vô lon cái. Hôm nay lon cũ hả? Ủa đường mới, thánh đường mới nè. Bây giờ bắt đầu mới lớn nè. Sống. Nằm nước tới đây, anh nghỉ giờ rồi. Không, tại đó là hết rồi đó. Quá lớn. Lớn rồi. Lỗi theo nó hoài, nó bắn nó luôn. Bắn con dây mà. Vô. Con cá đó tôi nhắm hai con bắn không bắn. Con cá con vũ bự mà. Con nguyên bảy cá cái chiếc đếm á. Tầm 7 con á, 7 con 8 con á. Rồi vòng 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 mấy trăm con. Mấy trăm con 7 con. Ờ. Còn hai con bằng bắn được ha. Nó nhét nhỏ quá. Ủa sao không lấy cái chĩa kia không còn. Bây giờ phát huy cái càng cua nè. Rồi bẻ đi bỏ bẻ đứt đầu rồi coi nè, lấy cái này kẹp nè. Sao vậy? Lấy cái cây đập. Ủa bẻ đâu gần cắn. Đây nè. Ta kiếm được khẩu kìa. Đó anh Tường khúc giữa đi, anh khúc dưới đó. Sao rồi. Mà có cái một càn một kìa. Càn càn này nó lụm dưới rồi nè. Ăn cái mu rồi. Dạ. Ba hai càn nó cái vô là lụm cái càn rồi. Càn rồi, nó khôn. Đó, má cái càn này mẹ rồi. Anh chưa càn bự. Tại chưa ăn cái vậy á. Càn được rồi. Ừ. Ăn càng là may phước lắm đó, con có hai cái càng cũng ăn cái gì nữa. Bây giờ ông nào uống lon là quất cái càng này nè. Vì đấu giá đó. Đưa nhau hả? Đâu anh mượn cái càng càng hả? Ăn thử không? Ăn thử. Một lon à. Tôi làm cái áo nãy giờ đó. Chắc nụi à, càng này chắc nụi à. À nó bẻo. Ê đừng đập đó. Đập về là lấy ra được rồi. Đập nát quá. Chắc mà, càng này chắc mà. Chắc phải đúng. Cười khui thôi nha, bộ nhá hàng lên thôi nha. Đừng quá không? Thôi hả? Đâu? Càng này thơm không có hôn nữa rồi. Cái bỏ không mày đó. Bằng ốc luôn mà. Cái gì? Từ đâu tính bắt nó đâu. Mà bắt nó chục con nữa. Để đưa cái càng dưới đây. Cái gì? Cho nó ra hết. Nó dính, cho nó ra hết. Vô. Đây. Trời mưa gió này mà cầm này quất như nước ớt cái hộp ra. Đợi đó thôi nha. Ăn đi, ăn đại đi. Đây đưa anh khúc, lên khúc dưới đây. Nè anh khúc chơi đi, anh khúc dưới đi Vũ. Mày khúc dưới, khúc trên. Thấy điều cười này. Là đưa khúc dưới đây, khúc trên đây. Thôi. Đưa mày ra đi rồi. Chưa đâu đó, nó má
Chưa chín đâu. Chưa đâu. Để cho nó khô khô xíu đi. Em nhắm cá luôn á. Cho nó vàng luôn á. Nó vàng luôn á. Nhìn nó vàng lên cho nó còn độc. Còn độc. Cái nước nó nhiệt độ cao là nó sẽ hết độc. Độ cao hả? Để anh được ăn rước. Để anh được ăn rước á. Tên nữa, bệnh viện xa lắm. Rồi nhất là tiếng môi. Không, 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 có dấu hiệu là không, không, không tới năm nay đâu, năm ngoái là lên dễ rồi. Ê, chở con cá người em. Thôi, 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 cái ghìa mới chở, mới chở. Ủa nó chạy, ngồi qua dưới hai thùng ngồi nó nhắm hoài. Ăn bắt chấp luôn. Ở dưới mày. Mày đây, mày tao khui nó đàng hoàng đó coi. Đưa lại coi. Đưa cái này có gì đâu mà đưa nó đàng hoàng đó coi. Mày bản cái gì hơn kìa. Cái gần dưới đó. Quá cù lẳng đi hết. Cù lẳng đi hết rồi, đưa cù lẳng coi. Đó là cù lẳng nè. Cái nóc chưa chín. Chưa chín, nó vàng đi. Rồi. Đừng có mọi miếng mai kìa. Cười đê tiện cái gì trời. Rút này ra nó dòng. Dòng quý quý quý. Đây là con ốc trinh nữ của anh Tường. Bự của anh Tường cười. Hí 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 nãy giờ. Không mà ốc trinh nữ đó cái tên là đặc biệt ở Phú Quốc chứ là ốc lơ. Mọi người tự hiểu đó. Ông là ốc ngon chứ. Lên luôn nè. Lên luôn. Nhậu đây nước biển lên luôn. Vậy? Ông hai lo ngồi đó ghê 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 hoài. Trời ơi. Mình đẩy thùng này vô đi còn quẩn nó hết rồi nè. Ờ, đúng rồi đó. Chưa, hai quận luôn hết. Quận nó hết rồi. Mà để cho nó làm đợi ở lại. Để cho lạnh. Đây. Lưng thương kìa, lưng kìa, lưng vũ kìa. Kìa. Cái đầu vũ. Cái gì vậy? Kìa, đấy kìa. Nó lượn cá hơn. Lưng vũ kìa. Mâm mình rất là ghê. Toàn là lá vàng không. Đó. Xong. Ghê, con cá này bự bằng lá vàng luôn. Rồi lót cái người ta lấy cái thùng bia ra mà làm gì? Thùng bia ra má. Cái thùng bia bỏ bia vô. Không, mấy anh em đang nhậu nữa đó. Một túp liều chanh, bốn quả tim vàng. Thôi mình kết thúc video tại đây nhé. Cho ngồi cho anh em chứ hồi xíu nhậu say á, nói chuyện mà lẻ lẻ không có được tốt đâu. Có thầy tội thì chú phải là tội chú ký thấy chú ký không thấy được, chú ký không có tạo được. Chú ký mấy mổ, chú ký muốn chơi lắm mà chú phải đợi cho mình về nè, ngồi chơi, ngồi trên chiếc xuồng đó. Thôi, vô ngồi chơi mấy anh em nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha, nhớ đăng ký subscribe ủng hộ kênh nhà mình nha. Thank you. Thank you. Hết rồi, hết, lon rồi đó.